Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu mọi người một sản phẩm ví nam dây kéo, ví đứng, ví hàng xuất khẩu châu Âu, ví màu nâu. Ví màu nâu nha mọi người. Trên lớp mặt da nó nhăn là do ví tự nhiên nha mọi người, chứ không phải làm nhăn mà là do da tự nhiên nó đã vậy à. Ví này 100% là da thật nha mọi người. Đường chỉ được may một cách rất là chi tiết và tỉ mỉ. Mọi người có mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 092 462 9729 hoặc là 0862 452 078. Ở trong á, thì bên tay trái nó có 3 ngang, ngang nằm ngang. Bên tay phải thì nó có 3 ngăn luôn, nhưng mà có một ngăn lưới để mình đựng những món đồ rơi rớt thì mình có thể đựng một cách dễ dàng. Và ngăn này thì mình đựng được tất cả các loại cạc và các loại cạc ngân hàng, căn cước công dân mới đều đựng được được hết nha mọi người. Và ở trong thì nó chỉ có một ngăn thôi, được xài bằng da luôn, được lót bằng làn da luôn. Đây là ví da bọt cao cấp, nên là chất liệu da rất là tốt và bền. Trong thì nó chỉ có một ngăn lớn thôi, thì mình đựng được các loại giấy tờ tiền và tương đương với các loại tiền. Cảm ơn mọi người đã xem, mọi người thấy hay nhớ đăng ký chia sẻ ủng hộ mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều.